Chào mừng quý vị đang đến với kênh MC Khánh Linh USA qua chương trình Chuyện gì hot. Cảm ơn quý vị đã yêu thương ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị ơi, chắc hẳn là quý vị đã có một ngày lễ Thanksgiving thật là ấm áp bên gia đình. Và ngày hôm nay là ngày Black Friday, là chúng ta sẽ ùn ùn kéo nhau để đi mua những cái giá sale, đồ sale rẻ đúng không quý vị? Chắc hẳn ai cũng sẽ làm vậy vì đây là một cái dịp, một cái cơ hội để mà chúng ta có thể có sở hữu được những cái món đồ trong gia đình sử dụng hay cho cá nhân chúng ta với giá thật là rẻ. Nhiều khi một năm chỉ có một lần Black Friday thôi. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý nhé, tại vì ngay cả những người ở bên sở thuế cũng đã warning, cảnh báo rằng đây là dịp để mà những kẻ lừa gạt, những kẻ phạm tội có thể làm những cái chuyện là lấy cắp thông tin của quý vị để mà gian lận thuế sau này. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết 3 cách lừa đảo sau đây để quý vị có thể phòng ngừa nhé. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, thì Khánh Linh mới đọc được một bài báo này và Khánh Linh cảm thấy rất là hay và Khánh Linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Vì đây là dịp lễ thì ai cũng muốn mua những món quà gửi tặng cho bạn bè người thân. Và sau cái mùa dịch á, thì cái việc mà shopping online nó lại lên ngôi quý vị ạ. Cho nên người ta bây giờ là người ta lừa đảo qua mạng rất là nhiều, mà nhiều khi chúng ta là những người mới mua hay là những người không biết rành rẽ, ngay cả những người rành rẽ như Khánh Linh luôn mà cũng đã bị lừa rồi đó quý vị. Và sau đây là ba cách nha quý vị nhé. Theo như những cái website mà người ta kiểm kê, người ta có những cái đánh giá, những cái báo cáo là mỗi năm có bao nhiêu người mua đồ hàng online rồi bao nhiêu phần trăm người bị gạt á, thì người ta dùng trong cái bài báo này và đài CNBC cũng đã cảnh báo Black Friday và Cyber Monday. Black Friday là hôm nay, là một ngày sau ngày lễ Thanksgiving. Còn Monday, Cyber Monday là cái Monday, cái tuần tiếp theo đó quý vị, sau Black Friday đó, là lúc đó cái chữ cyber là gì? Là mua hàng ở trên mạng. Thì người tiêu dùng nên coi chừng bị lừa đảo khi mua sắm qua mạng. Mua sắm qua mạng ở Mỹ dự trù sẽ đạt 207 tỷ vào mùa lễ này, từ 1 tây tháng 11 đến 31 tây tháng 12. Theo công ty dữ liệu máy điện toán Adobe đã thống kê rằng đó là con số kỷ lục và tăng 10% hơn năm 2020. Quý vị biết năm 2020 là năm đại dịch đúng không quý vị? Ai cũng mua hàng online, shop trên mạng, không có đi ra ngoài mua. Nhưng cái năm nay nó còn tăng hơn 10% hơn năm 2020 nữa. Và Cyber Weekend có nghĩa là từ Black Friday cho đến thứ hai Cyber Weekend đó sẽ chiếm khoảng 17% tổng số hàng mua sắm mùa lễ cuối năm. Đây là giai đoạn làm ăn tất bật của những tội phạm đó quý vị. Và thưa quý vị, mua sắm online đã cho biết rằng có khoảng 58.000 vụ lừa đảo người tiêu dùng từ tháng 1 2020 cho đến ngày 18 tháng 12 2021, nhiều hơn bất kỳ loại gian lận nào khác. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang là FTC cho biết là người tiêu dùng đã bị mất tổng cộng là 48 triệu đô la. Nhiều quá quý vị ha. Và chúng ta đâu có muốn chúng ta là nạn nhân trong những vụ lừa đảo này đúng không ạ? Và ngay cả ông Chuck Greenidge, ông là giám đốc của sở thuế IRS, cũng đã tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước rằng là chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn nghỉ lễ và thuế rất là quan trọng. Chúng tôi khuyến cáo mọi người bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Kẻ xấu có thể dùng thông tin đánh cắp được để khai thuế gian lận. Có thể người ta lấy những cái thông tin của mình rồi người ta khai thuế và người ta sẽ dùng cái nhà bank account của người ta để được những cái tiền refund, không phải của họ mà được vào nhà bank của họ. Thì trong những cái video hồi đầu năm, Khánh Linh cũng đã nói về những cái vụ thuế đó khá nhiều rồi quý vị. Đánh cắp thông tin của mình nó rất rất là quan trọng nha quý vị nha. Chúng ta nghĩ không quan trọng, mình rất là quan trọng. Thưa quý vị, cách đầu tiên đó là công ty giả mạo. Wow, ở Mỹ này cũng có công ty giả mạo nè. Có quý vị, có những cái công ty ma nữa quý vị. Thì những cái công ty giả mạo này người ta thường sử dụng những trang web ma để lừa người tiêu dùng bằng những cái mẫu quảng cáo giảm giá nhiều cho những món quà phổ biến mà không còn hàng hoặc khó tìm ở những nơi khác.
Năm nay thì kiểu lừa đảo này có thể xuất hiện nhiều hơn so với những năm trước do hệ thống cung ứng bị gián đoạn và sản phẩm bị tăng giá. Theo ước tính thì người tiêu dùng phải trả thêm trung bình là 9% trong Cyber Week năm 2021 so với năm 2020. Có vài dấu hiệu giúp người tiêu dùng phát giác lừa đảo là khi mà quý vị nhìn vào cái website đó, nó có cái tên miền, cái domain name á quý vị, thì quý vị nếu mà thấy có những cái chữ cái hoặc là những cái con số lạ đó thì thường có những cái lỗi ngữ pháp nữa. Nhiều khi nó đánh cái chữ web đi, nó đánh là thay vì người ta là web đúng không vậy, nhiều khi nó đánh là wed, những cái lỗi ngữ pháp đó. Như vậy đó, thường là những cái website giả quý vị, hoặc là có rất là ít thông tin để chúng ta có thể liên lạc đó. Và nếu gặp những cái công ty lạ như vậy thì người tiêu dùng nên nghiên cứu kỹ và đọc kỹ ý kiến của khách hàng. Có nghĩa là khi mình mua một cái công ty nào mà mới hoàn toàn, chúng ta nên lên trên mạng quý vị, vô Google, chúng ta bấm tên của cái công ty đó, rồi chúng ta bấm thêm cái chữ scam là SCAM vào để coi những cái người người ta đã từng mua trước đó, người ta có viết những cái review gì không, là nói là công ty đó là công ty làm việc tốt hay không, ship hàng có nhanh hay không, hay như thế nào đó, để mà coi là mình có bị lừa gạt không nha quý vị nha. Và quý vị không nên mua hàng bằng cách chuyển tiền wire transfer hoặc là money order hoặc là thẻ quà tặng. Quý vị biết rồi, khi mua hàng trên mạng á, thường là mình trả bằng credit card, PayPal đúng không quý vị? Đâu có ai mà làm money transfer hay là wire hay là mua thẻ quà tặng đâu. Cái đó là cái điều mình đáng nghi ngờ rồi đó quý vị. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận cái vấn đề đó nha. Tiếp theo nữa đó là lừa đảo qua mạng xã hội. Đây là cái cách thứ hai, đây là cái chiêu trò thứ hai của tụi nó. Những cái mạng xã hội bây giờ rất là phổ biến như là Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ngày càng trở nên rất là gọi là miền đất màu mỡ cho những kẻ mà gọi là lừa đảo luôn quý vị. Vào những cái dịp lễ thì công ty thường tặng những sản phẩm miễn phí trên Instagram hoặc là Facebook. Hay là những cái website mà quý vị thấy cứ chạy ở trên Facebook quảng cáo là những cái túi xách hiệu mà giá rất là rẻ, hay là những cái sản phẩm thiệt là rẻ luôn quý vị, mà quý vị không nghĩ rằng quý vị sẽ đi ra ngoài mua được những cái đó. Có thể đó là những cái lừa đảo luôn, như thu hút khách hàng quý vị, đang tìm con mồi đó quý vị ha. Thì kẻ xấu thường quảng cáo cơ hội nhận sản phẩm nhưng kèm thêm đường link lừa đảo vô bản post trên Instagram hay là Facebook để đánh cắp những cái thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Nguy hiểm nhất luôn nha quý vị, đây là cái rất là nguy hiểm luôn. Tại vì nó đánh cắp thông tin của mình thì nó có thể dùng những cái thông tin của mình để nó đăng ký, apply bất cứ cái gì nó muốn đó không quý vị. Tại cái thông tin của mình mà, nhưng mà nó xài hết rồi, cái người chịu chận sẽ là mình đúng không? Khoảng 38% người tiêu dùng đã báo cáo đã mua hàng bằng cách bấm vào mẫu quảng cáo trên mạng trong 12 tháng vừa qua. Mà khi bấm như vậy, họ có thể bị đưa đến trang web của cửa hàng hợp pháp bị giả mạo. Hợp pháp mà bị giả mạo nha quý vị. Hoặc tải về những nhu liệu độc hại trên máy tính như là virus hay là spamware. Đó, cái đó sẽ ảnh hưởng đến cái laptop mình, nhiều khi laptop mình hư luôn phải làm lại nữa đó quý vị. Rồi người tiêu dùng nên cảnh giác những tài khoản account trên mạng xã hội nào không có checkmark màu xanh. Cái link có để hình ở trên đây, quý vị nhìn vào đó. Thì những cái người nào mà được verify những cái trang web, những cái website mà trên mạng xã hội Facebook, Instagram đó, khi mà là những cái website mà gọi là tốt, gọi là sao ta, hợp pháp á, thì nó sẽ có một cái checkmark kế bên màu xanh. Thì quý vị sẽ biết cái đó đáng tin tưởng được, mình có thể mua hàng ở chỗ đó được ha quý vị ha. Thì mạng xã hội thường dùng những cái con dấu này để xác minh trang web này có phải là thật hay là giả. Và để ý những cái lỗi đánh chữ cũng như tài khoản nào chứa ít thông tin quá thì chúng ta cũng phải cẩn thận nha quý vị ha, cũng phải nghi ngờ. Cái thứ ba đó là lừa đảo qua giao hàng. Trời, mua hàng xong rồi tôi đã sợ rồi đúng không? Giờ tới lừa đảo qua giao hàng nữa quý vị. Không tha một cái gì luôn, từ lúc mà order hàng, tìm hàng và cho đến quá trình giao hàng mà cũng lừa đảo được nữa quý vị. Không phải cứ mua xong là chúng ta sẽ an toàn. Quá trình giao hàng cũng bị nhóm lừa đảo khai thác. Kẻ xấu có thể giả là người của FedEx hay là UPS hoặc công ty giao hàng nào khác, gửi tin nhắn hoặc email cùng với đường link để theo dõi hàng mình đã đi tới đâu. Nhưng khi click vô đường link đó thì người tiêu dùng sẽ bị lấy trộm thông tin tài chính và cá nhân.
Nhóm lừa đảo cũng có thể để lại voicemail hoặc gắn lên cửa nhà của người tiêu dùng thông báo miss delivery, có nghĩa là lỡ cái chuyến giao hàng không có giao hàng được quý vị ha, và kèm theo số điện thoại để gọi xác minh thông tin. Thì đến nay khoảng 1/3 người tiêu dùng nhận được thông báo giả mạo từ người tự nhận là của USPS, FedEx hoặc UPS về việc giao hàng này. Đừng bao giờ bấm vào đường link hoặc gọi số điện thoại từ thông báo giao hàng lạ. Có nghĩa là khi mà chúng ta về nhà, chúng ta thấy có một cái tờ giấy lạ nói là UPS không giao hàng được hay như thế nào, kêu mình phải gọi số điện thoại này hay bấm vào đường link này, thì quý vị hãy cẩn thận. Quý vị nên vào website trực tiếp của USPS hay FedEx, gọi điện thoại để track được cái đồ của mình, cái hàng của mình nha quý vị nha. Chứ đừng có giống như là theo người ta nói sao mình làm như vậy nha. Khánh Linh cũng chia sẻ luôn là Khánh Linh cũng lên Facebook rất là nhiều quý vị, và có một lần thấy có một cái bàn này nó hay lắm, cái bàn này nó hay lắm, bấm một cái nút nó nâng lên được ha, nhiều khi mình cũng đang cần đúng không, mà lúc đó mùa dịch nữa đâu có đi đâu được đâu, mà thấy nó cũng rẻ lắm, có 20 mấy đồng, thì mình cứ nghĩ ồ chắc trên Facebook quảng cáo thì chắc chắn nó là công ty thiệt ha, có 20 mấy đồng thôi, thôi kể ví dụ mà đồ Trung Quốc mua về hư bỏ cũng không sao, hay là nhiều khi nó quảng cáo vậy mà về không xài được cũng không sao, 20 mấy đồng đâu mà đâu gì đúng không. Với lại khi mình xài á, mình xài thẻ credit card nữa quý vị, thì nếu mà có bị cái gì thì mình có thể gọi lên công ty credit card mình cancel, mình dispute này nọ đúng không, thì đâu có sao đâu, mất mát gì đâu, thôi kệ cũng order. Thì nó ghi là mình cũng vào website đó luôn, mình thấy nó là một website thật sự nha quý vị. Nó cũng có quảng cáo hàng hóa trên đó luôn, nó cũng có contact number và nó cũng có cái số địa chỉ của công ty này ở Mỹ luôn quý vị, như cái warehouse vậy đó. Thì mình cũng order, ok, mình cũng cho nó đợi nó 2 tuần đi, nhiều khi nó ở ship từ China qua nó cũng lâu đúng không. Dịch nữa, trong đợi 1 tháng cũng không thấy, mua từ tháng 3 tới giờ cũng chưa thấy quý vị, coi như là mất tiêu cái bàn rồi đúng không. Đó, mà mình cũng watch out coi là những cái thông tin của mình có bị ai lấy cắp hay như thế nào không, thì so far không có gì hết ha. Đó, cho nên quý vị ơi, quý vị phải ráng cẩn thận nha. Nói chung là bất cứ cái gì bây giờ nó cũng lừa gạt được hết. Nhiều khi mạng xã hội, những cái công ty như Facebook nó không có thể control được cái việc lừa đảo đâu, mà nếu mà mình thư kiện thì chắc cũng lâu lắc lắm quý vị à. Cho nên quý vị hãy cẩn thận nha. Chúc quý vị có một mùa lễ shopping thật là an toàn ha, mua thật là nhiều đồ nhưng đừng có bị mất thông tin cá nhân quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Hiện tại Khánh Linh đang ở Houston, Texas quý vị ạ. Và người ta nói sau 5 năm trở lại thì Houston có nhiều chỗ vui hơn, có nhiều món ăn ngon hơn và nó khác lạ hơn. Khánh Linh có quay lại và sẽ upload từ từ bên kênh số 2 của Khánh Linh, đó là Khánh Linh Cuộc Sống Mỹ. Mong là mọi người cũng có thể đi chơi, ăn uống và lăn cùng với Linh trong kênh số 2 nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ, như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.